thời cuối năm 2021 đó thì chắc là chúng ta đều nhớ đến cái vụ án mà cái người mẹ ghẻ còn rất là trẻ đã mới có 26 tuổi thôi là um, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đó đã đánh chết cái người con riêng của chồng mình là bé Vân An uh, 8 tuổi thì ngày hôm hôm nay ngày hôm nay theo giờ ở Việt Nam đó thì ở bên uh, viện kiểm sát À, Sài Gòn đã chuyển cái hồ sơ qua bên tòa án để chuẩn bị mà à, đưa ra xét xử hai cái cặp vợ xét xử cái cặp vợ chồng này. À, nhưng mà khi mà đưa ra cái hồ sơ như vậy đó thì nó có thêm nhiều cái tình tiết nữa mà mình đọc mình thấy rất là đau lòng. À, khi mà đưa qua như vậy thì trong cái lời lời khai của họ đó khi mà họ khai đó mới biết rằng là cái đứa bé này á cái cái số phận của nó rất là rất là đáng thương uh, nó bị đánh liên tục không phải chỉ riêng trong cái ngày đó mà từ ngày 7 tây tháng 12 mà kéo dài cho đến cái ngày mà bé nó chết là 22 tây tháng 12 những ngày đó nó bị đánh liên tục mà nói là có hôm á thì ví dụ như người ta đưa ra để biết rằng là ngày ngày 10 tây tháng 12 á nó bị đánh là từ 10 giờ đêm tới 2 giờ sáng mà cả hai vợ chồng này thay nhau đánh đứa bé mà đánh là đánh vào những cái vùng hiểm ở trên người đứa bé nó mới ghê gớm như vậy. Rồi có lúc á thì nó bị cái cái người mẹ kế này tức là cô Quỳnh Trang này á là bắt cởi đồ ra rồi quỳ gối rồi đánh rồi đến hết ông bố bà mẹ đánh bà mẹ gà đánh đến ông bố đánh rồi nhốt nó vào trong chuồng chó nữa rất là nhiều nó mục đích tất cả là muốn cho nó học giỏi thôi nhưng mà thầy cô ở trường hay là những người lối sớm thì nói con bé này nó lại rất là ngoan nó rất là ngoan nó học giỏi à, người ta đi tìm hiểu thì nói là thế có thể là có một cái nguyên nhân nữa là bởi vì khi mà cái người bố của đứa bé này tức là nguyễn kim trung thái đó à, ly dị với vợ tức là ly dị với mẹ của bé vân an thì gia đình không có đồng ý cho anh ta lấy cái cô quỳnh trang này không có đồng ý rồi thêm nữa chính bản thân anh ta cũng lại không muốn có con với lại cô Quỳnh Trang đó có thể là do nhiều yếu tố như vậy cho nên đưa đến cái là cái tâm lý của cái người mẹ ghẻ này á tức là ghen tuông được bực bội đủ thứ thành ra là trút giận lên trên con bé này rồi cũng nhiều lần là kiếm chuyện với lại mẹ của bé Vân An nữa à, thì bây giờ cái cái mức án mà họ nói á à, bởi vì cái người mẹ ghẻ đó thì sẽ bị cái nếu mà cái mức án cao nhất là tử hình còn ông bố này á thì cái mức án cao nhất là 8 năm tù. Thì càng đọc càng thấy cái số phận của nó nó tội quá. Có những cái cuộc đời mà có những con người nó ác như là thú ác như cá thác lác đó, <laughs> Nhưng mà có một cái này là trong các cuộc điều tra vừa qua đó thì hình như người ta đã tìm ra được cái nguyên nhân mà cái người mẹ ghẻ đó hay đánh đứa bé à, đánh tới chết là tại vì ghen tuông đó. Thì Tức đó. là ghen tuông với lại vợ cũ của cái anh chàng này thì nói là gia đình gia đình của cái 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 ông này không có đồng ý cho ừ. lấy cái cô này có thể nhìn thấy trước là cái chuyện mà ác quá rồi đó rồi xong rồi anh này cũng không có muốn có con với cô này nữa cho nên à.